cả nhà mình nó đang tìm một căn nhà phố phân khúc giá bán 6 tỷ hơn. Xe ô tô di chuyển vào tận nhà, khu an ninh, nhà đẹp, đầy đủ công năng. Thì đừng bỏ qua video hôm nay Hằng Ni giới thiệu nha. Nhà đất Hằng Ni chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị quý khán thân mến. Và để tiếp tục với hệ thống nhà đẹp, thì trong buổi chiều mưa ngày hôm nay, em đang có mặt tại trục đường Trần Bá Giao thuộc phường 5 quận Gò Vấp. Ngay đoạn Trần Bá Giao mình giao với đường Phan Văn Trị, đường Dương Quảng Hàm, cách Phan Văn Trị chỉ 3 đến 5 phút di chuyển. Tại đây thì sát bên sân bay luôn, cách chỉ khoảng 5 đến 7 phút thôi nha cả nhà. Một khu nhà sát bên quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, thích hợp chúng ta di chuyển vào các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nè. Đó, bộ 4 siêu phẩm nhà phố đã được gia chủ mình bán hết một căn rồi, vừa mới lên sóng luôn. Này chỉ còn một căn duy nhất thôi nha, sát bên mặt tiền đường Trần Bá Giao luôn cả nhà. View thì vô cùng đẹp luôn, view ra bờ sông rất là thông thoáng luôn á. Rồi cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển vào bên trong để tham quan. Đường trước nhà của mình hiện hữu rộng 4m, xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ chúng ta di chuyển vào tận nhà luôn. Đó, khu nội bộ phía bên trong này chỉ khoảng 8 ngôi nhà thôi nha cả nhà. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu kết cấu chuẩn là một trệt một lửng 3 lầu, có ban công sân thượng bên trên. Đó, mẫu thiết kế hiện đại nha. 4 căn thì gia chủ mình đã bán hết một căn rồi, chỉ còn 3 căn để quý thầy mình lựa chọn thôi nha. Thuộc hướng chính là hướng bắc hơi ghé tây nhẹ nè. Với diện tích chiều ngang là 4m5, chiều sâu là 9m nha cả nhà. Công năng sử dụng rơm, phòng khách, phòng bếp. Bên trên gồm 3 phòng ngủ master lớn, kèm phòng thờ, ban công sân thượng đầy đủ luôn. Nhà mình thì đi thẳng xuống đây là bờ kè Tham Lương đang làm phía dưới á. Bờ kè này thì sau này sẽ trải dài qua trung tâm quận 1 luôn, giống như Hoàng Sa, Trường Sa của trục đường các quận trung tâm mình vậy đó cả nhà, cho nên rất là thuận tiện luôn nha. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa không gian khu vực mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà. Một ngôi nhà phân khúc giá bán chỉ 6 tỷ hơn thôi, đầy đủ công năng luôn rồi. Và cùng em bắt đầu chúng ta di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan nha. Nhìn từ phía bên ngoài, gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa, một lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thêm một lớp cửa sắt 4 cánh nữa. Ngay khoảng không gian khu vực tầng trệt này cả nhà, gia chủ mình ốp gạch, ốp đá cao phun trần luôn, rất là sạch sẽ và dễ lau chùi luôn á. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực tầng trệt, được gia chủ thiết kế làm phòng khách liên thông với phòng bếp bên trong nè cả nhà. Khoảng này thì thông tầng lên phía trên, bên trên mình có đèn chùm, trần chìm giật cấp, đèn led âm trần. Mẫu thiết kế hiện đại đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ nội thất bên trong rồi. Đó, phòng khách thì có sofa, bàn trà, bộ bàn ăn 6 ghế. Mảng tường này thì gia chủ mình nhấn nhá bởi những tấm PVC, tấm kính trang trí làm điểm nhấn cho ngôi nhà nha. Thông thoáng chưa? Bên dưới gạch thì lớp gạch bóng kính 60-60, chống trầy, chống chân chợt. Và di chuyển bên trong ngôi nhà phía bên tay trái của em, được gia chủ thiết kế làm thang bộ, ốp xét tường. Mình có một tấm vách ngăn riêng biệt nè cả nhà. Đó, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, quầy bếp đảo. Gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mỏm bảo hành của thầy mình trong thời gian sử dụng nha. Và cuối nhà của mình thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực toilet tại tầng trệt nè, dành cho khách khi đến chơi nhà. Bồn vệ sinh, lavabo, gạch ốp phun trần đầy đủ hết rồi. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà. Cầu thang được gia chủ mình ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng kính cường lực 10 ly. Đó, mảng tường này khu vực bàn ăn được gia chủ mình nhấn nhá bởi những tấm kính trang trí làm điểm nhấn của ngôi nhà. Nhìn không gian rộng rãi hơn nha cả nhà. Đây, không gian khu vực bếp của mình nè. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực tầng lửng để chúng ta cùng tham quan tiếp tục các phòng ngủ phía trên nha. Một căn nhà phân khúc giá bán chỉ 6 tỷ hơn thôi, ngay vị trí trục đường Trần Bá Giao, kết nối với đường Dương Quảng Hàm, cũng như là mình di chuyển ra đường Phan Văn Trị hoặc là ga Phạm Văn Đồng về sân bay rất là gần luôn á cả nhà. Quý hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha, với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sở hữu ngôi nhà giá bán tốt nhất. Em đang có mặt tại không gian khu vực lầu đầu tiên, được gia chủ thiết kế làm phòng ngủ đầu tiên nè cả nhà. Đó, không gian khu vực tầng lửng của gia đình mình đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện rồi. Mình có giường ngủ, bàn trang điểm, rèm màn cửa hai lớp. Khu vực ô cửa sổ view xuống phòng khách bên dưới nè cả nhà. Khoảng thông tầng của gia đình mình ha, vô cùng thông thoáng luôn. Bên trong phòng đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện rồi,
đó, kệ tủ tivi, tủ quần áo phun trần cũng như là máy lạnh lắp riêng biệt luôn. Và em tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà. Đây, không thể bỏ sót là không gian khu vực toilet riêng biệt của phòng ngủ rồi cả nhà. Phòng vệ sinh lavabo đường soi, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần tông chủ đạo là màu xám nha. Và My tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ hai để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà. Phân khúc giá bán chỉ 6 tỷ hơn thôi cả nhà ơi. Chúng ta đã sở hữu một căn nhà phố ngay quận Gò Vấp, giáp ranh với quận Bình Thạnh, sát bên sân bay, di chuyển đi đâu cũng tiện hết á. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1 nha cả nhà. Lúc nãy là mình tham quan là tầng lửng một phòng ngủ đầu tiên rồi. Bây giờ đi lên lầu 1 nè, phòng ngủ thứ hai của gia đình mình đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện rồi đó. Đó, tủ quần áo thì đụng nóc luôn. Bên trong phòng nè, chúng ta có giường ngủ, bàn trang điểm cũng như là bàn học đầy đủ luôn nha cả nhà, kệ tủ tivi, ô cửa sổ nè, rèm màn cửa và ban công nhẹ nhẹ tại đây có cái chỗ thoát nước đầy đủ luôn cả nhà. View thì ra khu nhà ở đối diện rồi nè, khu nhà hiện hữu rồi đó. Tại đây thì mình nhìn thấy một một cái căn biệt thự á cả nhà. Căn này thì mặt tiền đường Trần Bá Dao siêu to siêu rộng luôn á đó. Căn đó thì rộng khoảng chừng 500 mét vuông lận. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục tham quan ngôi nhà nha. Phòng nào gia chủ cũng đã lắp máy lạnh luôn rồi, chúng ta mua về chỉ cần xách vali vỏ thôi. Và toilet sử dụng riêng luôn nè cả nhà, được gia chủ mình thiết kế là vách kính ngăn riêng, bồn vệ sinh lavabo đường soi, vòi tắm hoa sen đứng gạch gạch ốp phun trần luôn. Gương này chúng ta bật tắt đèn được luôn á. Này, khu vực vách kính ngăn riêng luôn nè. Và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan tiếp tục một phòng ngủ nữa nha cả nhà. Nhà mình có tổng là 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, ban công, sân thượng, khu vực sân phơi đầy đủ luôn. Đó. Giá bán thì gia chủ mình đang rao bán với mức giá chỉ 6 tỷ hơn thôi. Đã sở hữu một căn nhà phố ngay trục đường Trần Bá Dao. Đây, không gian khu vực tầng tiếp theo nha, được gia chủ thiết kế giống y chang tầng bên dưới luôn vậy đó, cho nên thằng đi sẽ lia máy nhanh nè. Phòng ngủ cũng thiết kế hoàn thiện hết rồi. Mình có giường ngủ, bàn trang điểm, bàn học cũng như là kệ tủ tivi, rèm màn cửa, ban công nhẹ nhẹ chỗ ra phía trước đó cả nhà. Cùng Hằng này chúng ta di chuyển ra ngoài ban công để xem thử nha. Ban công chỗ ra 1 mét nè, trồng cây trồng hoa, có phễu thoát nước, cũng như gia chủ mình đã lắp cho mình một cái vòi nước phía ngoài này rồi, cho nên mình tưới cây hay là mình dọn dẹp vậy đó cũng rất là thuận tiện luôn cả nhà. Đó, nhà thì view xong luôn, kế bên một trục đường đang làm nha cả nhà. Đường này thì tương lai của mình như là Hoàng Sa, Trường Sa vậy đó, phía ngoài này trải dài thì mình đang làm luôn á, sau này mình di chuyển về quận 1 rất là thuận tiện luôn. Đây, khu này thì khu phân lô mới, vài căn nhà đang xây mới nè. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nha. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ chở chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà và giá bán tốt nhất. Và không gian khu vực toilet riêng nè cả nhà, cũng giống y chang từ bên dưới luôn, đầy đủ các trang thiết bị bên trong rồi. Và với khách hàng mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thể alo cho Hằng Ni nha. Em sẽ chở chúng ta tìm đúng nhu cầu mình đang cần. Hoặc là cả nhà mình nó bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà để khách hàng mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý và với giá bán hợp lý nhất. Thương lượng trực tiếp với chủ nhà mình hết như cả nhà. Tất cả nhà đều là nhà chính chủ, sổ hồng mà công chứng mua bán trong ngày, pháp lý rõ ràng. Đó, không gian khu vực sân thượng của mình được gia chủ thiết kế làm ô cửa giếng trời, ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Và mình có một khoảng nhỏ nhỏ tại đây nè, có thể là sử dụng làm khu vực sân phơi cũng được luôn. Rồi mình di chuyển ra phía ngoài này nha. Đây, ban công sân thượng, khu vực trồng cây trồng hoa. Khoảng này thì em nghĩ là nơi để máy giặt máy sấy á cả nhà. Có phễu thoát nước nè, vòi nước đầy đủ luôn. Bên trên tầng tum phía trên thì nơi đặt bồn nước hay máy nước nóng năng lượng mặt trời. Gia chủ đã trang bị cho mình máy nước nóng đầy đủ luôn rồi đó. Đó, view thì vô cùng thông thoáng luôn rồi nha. Đây,
gió hiu 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 rất là mát luôn á. Lên đây nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, để thêm bàn trà, ghế ngồi, ghế xích đu, gia đình mình quay quần bên nhau. Một không gian sống quá đẳng cấp luôn. Tìm đâu một căn nhà phố phân khúc giá bán 6 tỷ hơn mà view xong như vậy cả nhà ơi. Quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho Hằng Ly nha. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ly xin trân trọng cảm ơn một khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo với những video mới mỗi ngày. Trước khi kết thúc video, Hằng Ly xin gửi lời cảm ơn đến khách hàng mình, các cô chú anh chị luôn đón xem và ủng hộ cho em. Em xin kính chúc gia đình mình luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc như cả nhà. Và Hằng Ly xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.